Chào các bạn, mình tên là Phúc. Hôm nay mình sẽ trình bày ngắn gọn về dị tật thông liên nhĩ và thông liên hấp của tim. Thì trước hết là nói về thông liên nhĩ. Thì thông liên nhĩ thì nó theo một số thống kê thì các cái trẻ em mới đẻ ra thì hầu như là bé nào cũng bị thông liên nhĩ, nhưng mà nó sẽ bình phục trở lại sau 2 tháng. Còn có một cái thể thường gặp nhất trong cộng đồng đó là thể BFO, thì nó chiếm khoảng 20%. Và những người này thì không có triệu chứng lâm sàng mặc dù họ đã bị thông liên nhĩ, và hầu như sẽ có triệu chứng sau 40 tuổi hoặc là khi mang thai. Thì nhưng mà thông liên nhĩ thì không đáng lo ngại, bởi vì hiện nay ta có cái biện pháp đó là thả dù, thì thực hiện tương đối là dễ, cho nên là chúng ta cũng không lo ngại khi mà có con bị thông liên nhĩ hoặc là có người yêu bị thông liên nhĩ. Và nhưng mà thông liên thất thì nó khó hơn một chút, đó là theo một số thống kê thì cứ 2 bé đẻ ra có một bé thông liên thất, và sau 4 tháng thì sẽ bình phục trở lại. Nhưng mà trong cộng đồng thì cứ 1.000 người thì lại có 5 người bị thông liên thất vĩnh viễn. Và thông liên thất thì nó có hai loại, đó là một đó là có extremophilia, và đó là có xanh tím, và hai đó là nó không có extremophilia, đó là nó không có hiện tượng xanh tím. Thì cái loại thứ hai là không có xanh tím thì sẽ chuyển sang xanh tím khi mà tim nó bị suy, lúc đó thì buồng hấp nó giãn ra và nó mất cái áp lực, cho nên máu từ hấp phải nó sẽ đổ sang hấp trái, thì khi đó hấp trái nó bơm ra thì toàn là máu nghèo oxy, nên dẫn đến là mô nó thiếu oxy và nó làm cho xanh, hiện tượng xanh tím. Thì ở trong cộng đồng thì tồn tại chủ yếu là tiếp 2 chiếm khoảng 70%. Xin hấp.